Sầu riêng vườn rừng. Số nhảy gần hết rồi. Là chắc đậu hết rồi đó. Rẫy của anh Thạch này. Sầu riêng vườn rừng đi dạo xuống coi thử. Thạch này cái rẫy không biết. Lá yếu quá không biết nuôi trái nổi không. Kéo đồ không đi, kéo đồ mà đồ không đi máy, những lá khá là yếu, lá thì khá là nhiều. Này chòi của anh Thạch đây. Phun thuốc. Nước phun thuốc. Đi xuống. Cái nào cũng bông nhiều ấy, bông dấp luôn. Bông ghê chưa, lá này hơi yếu, nấm hồng. Nuôi bò để cỏ làm gì không biết. Nay trái là dốc rồi đó, lá là thiếu. Không nhiều lắm đều nữa, chứ giòn cũng còn nhiều, vô cháy rồi không phá giòn này để làm chi không biết. Để cỏ này cho nó mát, giữ đi, giữ độ ẩm các bạn. Phái cà còn sầu riêng không? Bông dai. Riêng này tưới mà sao nó vẫn héo này. Bắt khô.
chung là không có gì, còn sơ sót hết, còn nhom không. Sầu riêng của anh Hòa, mắc cua sắp xả nhụy ly 6 đây, đang xả nhụy. Mày kéo đầu không đi ta. Rất là đẹp luôn nha. Xuống dưới suối bên này của anh Tính đây. Tính cũng còn cà phê này, riêng xã nhị đậu hết rồi. Chạy trái nữa các bạn. Riêng của anh Thạch núi đất, bên kia cái chòi các bạn, hai đang tưới. Riêng bên này thì khô, chết khô rồi, không có người chăm sóc. Riêng này bán cho bất động sản, bây giờ khô không có người chăm sóc này các bạn. Riêng to rồi mà để chết mất. Khô luôn rồi, bên kia có người đang tới. Ông chủ này ở Sài Gòn các bạn, không có người chăm sóc này. Riêng cháy hết luôn. Cái này đang chạy nước ruộng đúng không? Lúa đang trổ. Máy này của Tính Thạch Trung chi tiền. Giếng này nước suối chảy vào nè. Lúa đang trổ đều rồi các bạn. Không biết ai đang tưới, nổ máy tưới gì không biết. Không coi thử. Cầu này cũng không có nước, nó cũng chết luôn rồi. Suối này còn liêu riêu, qua ba máy hút, hai ba máy hút.
biết bên này nó xuống lại rồi. Chưa có người đang mở máy tưới. Lúa lúa không có nước ít, đúng là cây chưa trụ thử lắp đá trời của anh Thông rồi các bạn, này trời của anh Thông này, hôm nay làm để giữ sầu riêng đó. Nó khá là đẹp luôn.